xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My đây. Ngay bây giờ đây chúng mình sẽ lên cho mọi người một clip khá là hay ho, đó là một clip về tất cả các mặt hàng mà hiện tại nhà mình đang có. Nó sẽ là một clip thập cẩm mọi người nhé. Mình sẽ gọi clip này là clip thập cẩm bởi vì nó tổng hợp rất là nhiều loại sản phẩm ở trong clip ngày hôm nay. Và mã của chúng ta có sẽ là mã K, từ mã K1 đến K38. Và mình sẽ báo giá riêng từng sản phẩm một mọi người nhé. Và mình sẽ không báo giá chung các sản phẩm đâu, nên là mọi người lưu ý giúp mình điều này. Và clip ngày hôm nay vẫn là chuyển khoản cọc trước giúp mình nhé, từ K1 đến K38 ạ. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào với clip của ngày hôm nay luôn nhé. Và để bắt đầu với clip của ngày hôm nay thì bên mình sẽ có một số lưu ý nhỏ về việc chốt đơn của mọi người ở kênh Zalo nhà mình. Thì hiện tại bên mình đang làm clip video theo bảng chữ cái, đó từ A, từ mã A đến mã Z là sẽ kết thúc một chuỗi video. Khi mà hết cái bảng chữ cái đấy rồi, bên mình sẽ quay lại từ đầu với mã A. Thì cái vấn đề này thì đang xuất hiện một vài, đó là mọi người, những người xem video về sau ấy, nó sẽ bị nhầm mã A này với mã A khác, có nghĩa là hai mã A giống nhau khi mà bảng chữ cái lặp lại. Thì hiện tại bây giờ, ngay ngày hôm nay chúng mình sẽ chốt đơn theo vẫn tiếp tục theo mã bảng chữ cái, nhưng mà mọi người chốt vui lòng ghi kèm rõ cả ngày tháng giúp mình, bởi vì hiện tại ở trên clip ở phần tiêu đề bọn mình cũng có ghi là mã A từ 1 đến A1 đến A40 và có ghi ngày kèm phía sau. Thì mọi người chốt đơn vui lòng, ví dụ mã A ngày 23 tháng 10, mã B ngày 24 tháng 10, chốt như thế ạ. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với mã K, clip thập cẩm rất nhiều loại mặt hàng khác nhau ạ, với mã là mã K1 đến K38. Và ngày hôm nay là ngày 28 tháng 10 mọi người nhé, mã K ngày 28 tháng 10 ạ. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn với clip của mã K ngày hôm nay nhé. Đầu tiên K1 ạ. K1 đầu tiên chúng mình sẽ có một em đến từ nhà Louis Vuitton Made in Paris này. K1 ạ, ngày 28 tháng 10 giúp mình này, Louis Vuitton. Con này thì form size khá nhỏ nhé, rộng vai 53, dài 64 và rộng bụng 53. Con này dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình này, dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình. Đến với áo phông của nhà Louis Vuitton này. Con này với cuối mùa rồi, bên mình sẽ để giá cực kỳ đẹp cho mọi người chơi. Áo phông hôm nay thì đồng giá 250.000 giúp mình nhá. Áo phông này đồng giá 250.000 ạ. Với mã là mã K1 đầu tiên này, K2 đi. K2 chúng mình sẽ đến với CK. Em này tiếp tục em form nhỏ này, rộng vai 43, dài 64, rộng bụng 52, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân đến với nhà CK nhá. Với mã chúng ta có sẽ là mã K2 đây ạ. K2 này. Tác để kèm đầy đủ hết cho mọi người nha mọi người. Nhưng mà cái việc sâu tác nó hơi mất thời gian, nên là một số con mình sẽ bỏ qua phần tác nhé. Con nào khá là đặc biệt thì mình sẽ sâu tác cho mọi người. K3. K3 Lightning form size M này. Một em áo phông cổ bẻ đến từ nhà Lightning. Rộng vai 44, dài 59 và rộng bụng 50, dưới 1m60 và dưới mình 60 cân. Với mã K3 đây ạ. K3 của Lightning nhé. K4 đi. K4 chúng mình sẽ đến với Christian Dior Made in Paris này. Tiếp tục với em phong của bẻ này, rộng vai 40, dài 64, rộng bụng 45, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Em này thì sẽ họa tiết nhung in nổi trên cả con áo và phần logo Dior mặt trước. Nó sẽ là logo theo giúp mình này, còn lại cả con áo sẽ là họa tiết nhung in nổi của Dior. Với mã là mã K4 nhá. K4 giúp mình này. K4 đây ạ. K4. K5. K5 chúng mình sẽ đến với lại một em áo chùm của nhà Champing. Em này sẽ là nỉ form size L này, hàng Made in USA anh ạ. Với mã là mã K5. Rộng vai 44, dài 69, rộng bụng 57, dưới 1m70 giúp mình và dưới 70 cân. Con này sẽ để giá là 350.000 cho mọi người nhé. Đây ạ, 350.000 cho em này, 100% chính hãng giúp mình nhé. Và cực kỳ dày dặn luôn. Áo chùm nha mọi người, dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình này, 350.000 cho mã K5. Tác đi kèm của nó sẽ đầy đủ hết cho mọi người thôi. K6. K6 Annie Quilo tiếp tục một em áo nỉ nữa, tiếp tục giá 350.000 này, form size L, Made in China đây. Con này thì form khá là basic mà ai cũng có thể mặc được này, với mã K6 của Annie Quilo này. Em này thì sẽ là nỉ chân cua, mà nỉ chân cua là một trong số những là nỉ cực kỳ nặng tay và rất là bền cho mọi người chơi luôn. Rộng vai 48, dài 66, rộng bụng 51, tiếp tục dưới 1m70 và dưới 1m70 cân giúp mình với K6, 350.000. 350.000 cho mã K6 này giúp mình nhé. Cực kỳ dễ mặc luôn ạ, form basic mà chất vải rất là bền với K6 này. K7.
K7 tiếp tục quay lại với áo phông với giá 250.000 ạ. Em này một em đến từ Lacoste, mang Lacoste lên bán 250.000 cho mọi người chơi luôn. K7 nhá, đây. Em này rộng vai 40, dài 68, rộng bụng 47, dưới 1m70 này. Và dưới giúp mình con này chỉ tầm 68 cân đến 65 cân là mặc sẽ về. 70 cân thì hơi căng quá với mã K7 này. K7 250.000 đến từ nhà Lacoste giúp mình luôn, một con duy nhất nhá. Không có con thứ hai nữa. Với mã K7 Lacoste này, form size 4 nhá, tương ứng với form size M này. Đây phần logo cá sấu này. Được theo nhá mọi người. Tag đi kèm này. Tất nhiên là sẽ phải đầy đủ tag và đầy đủ cả cúc cho mọi người luôn nhá. Tiếp K5. À mấy rồi? K7. Bây giờ đến K8 nhá mọi người. Chết rồi, bị loạn mã theo rồi. K8 350.000 đến từ nhà Nike, nỉ chân cua của Nike, form size S, hàng made in Cambodia giúp mình này. K8 350.000 nhá. Rộng vai 49, dài 59 và rộng bụng 54, dưới của mình 1m60 thôi. Và dưới 60 cân. Dưới 1m60 và dưới 60 cân đến từ nhà Nike. Tiếp tục áo nỉ nhá mọi người. Smooth Nike chắc chắn sẽ được theo rồi ạ, với mã K8 nhá. 350.000 cho mã K8 này. Ô, con này bị cắt tác ở dưới không? K9 đi. K9 chúng mình sẽ đến với lại áo khoác gió. Ôi con này đẹp thế. Con này sẽ để giá mọi người là 400 này. Đến từ nhà Nike, con này sẽ là bản collab giữa Nike với NBA, một thương hiệu bóng rổ rất là nổi tiếng. Mà Nike thì nó cũng sẽ có quần áo bóng rổ của nó thôi. Đây, hàng made in Việt Nam và form size L này. Hai lớp siêu dày dặn cho mọi người luôn. Với mã K9, con này rất là đẹp, mọi người có con trai ấy, mua cho con trai mình cái này cũng được ạ. Rộng vai 50, dài 66 và rộng bụng 60, dưới 1m70 này và dưới 70 cân. Thề đảm bảo mọi người luôn, con này không đẹp á thì hơi phí, con này siêu đẹp cho mọi người luôn ạ. Phần chữ mặt trước sẽ là phần chữ được thêu nhá. Với mã K9 ạ, dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình. Đẹp thế. Con này phải form size của mình cũng để lại mặc rồi đấy. Đây ạ, tag đi kèm đầy đủ hết ạ. 400.000 nhá. K10 chúng mình sẽ đến với top tin. Em này thì sẽ là nỉ hai lớp. Top tin này, form size 85, em form size khá nhỏ. Con này tiếp tục để giá 350. Rộng vai 42, dài 60 và rộng bụng 50, dưới giúp mình 1m60 dưới 60 cân đến từ nhà Top Tin này. Dưới 1m60 dưới 60 cân Top Tin ạ. Top Tin thì cũng giống như ăn đi Quilo thôi. Rất dễ mặc luôn ạ. K10 giúp mình nhá. K11 đi. Tiếp tục đến với Nike. Form size XL hàng made in China, nhưng con này sẽ là nỉ bông. Với K11 nỉ bông giúp mình này. Ô, con này lại còn được đính đá cơ. Rộng vai 57, dài 62, rộng bụng 60, dưới 1m60, dưới 60 cân giúp mình này. Mọi người nhìn kỹ phần đính đá mặt trước này. Đẹp dã man chưa. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân cho con này để với nhà Nike. Nỉ bông giúp mình nha. Với mã K11 350.000 ạ. 350.000 cho con này nha. Ô, tác đâu? Ô, con này cũng bị cắt tác rồi. K11 nhá. K12. Hoodie. Hoodie của gì đây? Chúng mình ôi, hoodie của Lacoste á. Hội mấy em hoodie của Lacoste này mình sẽ để giá 400 cho mọi người này. Đây, con này thì là nỉ chân cua, siêu dày luôn với mã K12. Hoodie của Lacoste nha mọi người. Con này đẹp thế này mà sao lại ở đây? Rộng vai 49, dài 59 và rộng bụng 55. Con này thì dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, hoodie của Lacoste mà còn ở đây thì mình thấy hơi lạ đấy. Để giá 400 cho mọi người con này nhá. Phần logo này. Đây, ngoài ra thì kem này thì sẽ có một phần chữ được thêu ở dọc phần cầu vai phía bên phải này. Lacoste này, thêu chữ Lacoste này. Phần túi đằng trước này. Con này bao dày dặn và bao về độ mới cho mọi người nhá. 400.000 cho con này không phải tự nhiên mà nó có giá 400. Mà của Lacoste thì mọi người không phải suy nghĩ rồi ạ. Đây. Độ mới rất cao cho mọi người luôn nhá. Bao lỗi luôn ạ. Với mã là mã K12 giúp mình này. Cho mọi người xem phần tắc dưới nhá. Đây tắc dưới của đây, Lacoste đây. Chuẩn chính hãng chưa ạ? Được chưa ạ? Với mã K12 400.000 ạ. Con này chắc chắn mọi người mua ra ngoài hãng mua không bao giờ có chuyện là dưới 1 triệu. K12 nhá. 13. K13 lại sơ mi của Lacoste này. Dã man thật. Em sơ mi Lacoste này tiếp tục để giá 400 cho mọi người này. Đây, một em sơ mi trắng của nhà Lacoste đây. Với mã K13 giúp mình này. Nhanh nhiều Lacoste lắm ấy. Rộng vai 42, dài 69 và rộng bụng 49. Con này dưới giúp mình 1m70.
mà form khá là bó sát mọi người, con này chỉ dưới 65 cân thôi. Dưới 1m70 và dưới 65 cân giúp mình cho em sơ mi trắng này. Đã gọi là sơ mi trắng thì chắc chắn là sẽ không có vết bẩn nha mọi người. Trắng là bao trắng tinh, độ mới con này 98% cho mọi người này. Với mã K13, K13. Được cái là sơ mi trắng này là con cá sấu nó cũng trắng theo. Kiểu cá sấu bạch tạng. Đây. Và chắc chắn rồi, phần cúc này mọi người, từng cái cúc một sẽ được in logo của chữ Lacoste luôn nhá. Bởi vì nó màu trắng nên nó hơi khó nhìn thôi. Chứ nếu mà mình hiện tại mình đang nhìn là nó sẽ có chữ logo của Lacoste nha. Đây, hàng Made in Cambodia đấy ạ. Made in Cambodia và tag thì kèm đầy đủ hết cho mọi người, check thoải mái luôn giúp mình với em sơ mi trắng này. 400.000 cho em sơ mi trắng này giúp mình với mã K13 này. K13 nha. Lacoste K14 này. Rap Lawson. Tiếp tục, em này sẽ để giá 350.000 cho mọi người này. Polo Rap Lawson hàng Made in Việt Nam này. Đây, với mã K14 này. Sơ mi của Rap Lawson này. Rộng vai 41, dài 65 và rộng bụng 51. Con này thì dưới giúp mình 1m65 thôi và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, chất sơ mi rất là đứng form. Con này mà mặc vào mùa thu hiện tại, thời tiết hiện tại đi làm này thì tuyệt vời nha mọi người. Với mã K14 giúp mình, Polo Rap Lawson, màu con này cũng rất đẹp. Màu con này mặc lên bao sáng da luôn. Và logo theo này. Và tất nhiên là sẽ có tag rồi, em này hàng Made in Việt Nam nha. Đây. Tiếp 15. K15. Lại là cô tiếp. Để giá con này sẽ là 400 tiếp cho mọi người nhá. Con này sẽ hơi nhăn một chút xíu, nhưng mà trước khi gửi đi mọi người chắc chắn là sẽ phải là lại rồi. Rộng vai 43, dài 72 và 146, dưới 1m70 và dưới 70 cân này. Với K15 dưới 1m70 và dưới 70 cân với Lacoste tiếp này. Con này sẽ là một em Lacoste màu xanh. Màu xanh thì mặc bao sáng da rồi. Đây, được chưa ạ? Phần logo Lacoste đây. Cá sấu. Tag đây ạ. K15 giúp mình nhá. Em này hàng Made in China. Và vẫn có cúc đi kèm đầy đủ hết nha mọi người. Đây. Với K15 dưới 1m70 này và dưới 70 cân Lacoste. K16 đi. Gucci. Ui dã man. Lại còn có cả Gucci á. Đây, chúng mình sẽ có một em Gucci và em này sẽ để giá là 350.000 này. Rộng vai 43, dài 63 và rộng bụng 48 này. Dưới giúp mình 1m65 cho con này thôi và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân đến với Gucci nhá. Mà mình cũng nói luôn là phần cúc của con này nó màu vàng nhưng mà nó mới bị bong bong một tí rồi, hay là nó làm như vậy nhỉ? Bởi vì hiện tại mình cậy là nó đã không ra. Nên mình nghĩ là phần cúc nó sẽ được tạo thiết kế như thế ạ. Đến từ là Gucci này. Được chưa? Màu trắng, polo trắng của Gucci. Với mã K16 này. Phần logo đằng trước túi sẽ là logo theo giúp mình. Đây. Make in Italy luôn nhá. 350.000 giúp mình này. Tag tiếc đầy đủ hết cho mọi người nhá. 17. Con này đẹp thế. K17 chúng mình sẽ đến với con này của gì? Rap Lawson à. Polo Club Believer Hills. 350.000 tiếp này, form size S nhưng mà con này bao đẹp cho mọi người luôn. Đây. Mọi người đợi mình xíu nha. Quay lại với mã K17 ạ. Polo Club Believer Hills Americanada. Cana. Đây. Em này thì rộng vai 41, dài 68 và rộng bụng 50. Con này thì dưới giúp mình 1m70 này và dưới giúp mình 70 cân được này. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho con này nhá. Đây ạ. Con này thì phối 3 phối màu rất là đẹp luôn. Cờ Mỹ. Đây nhá. Phần logo chắc chắn là sẽ được thêu rồi. Và phần cúc áo vẫn full logo hãng giúp mình này. 350.000 cho con này này. Cúc và tag này kèm còn nguyên giúp mình nhá. Đây ạ. Với mã là mã 17. K17 nhá. Đây. K18 đi. K18 quay lại với lại áo nỉ này. Adidas. Con này thì sẽ để giá cho mọi người là 300 thôi. Adidas hàng Made in Cambodia. Em này sẽ là nỉ chân cua với K18 Adidas nha. Rộng vai 42, dài 64 và rộng bụng 46. Con này dưới mình 1m65 và dưới 65 cân để giá 300 cho con này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân này rất nhiều họa tiết luôn. Con này thì hơi nhiều màu sắc một tí ạ. Và phần logo trước ngực đây theo giúp mình nhé. Nó là sự trắng nên là hơi khó nhìn một tí thôi. Với mã K18 này. K18 300.000 cho con này. K19 đi. Bởi vì nó nhiều màu sắc quá mình sợ là khó người mặc. K19. Chúng mình sẽ đến với FUBU. Áo gió thì chắc chắn là 400.000 nhá mọi người. K19 ạ. Giá niêm yết rồi, không thay đổi được ạ. Trừ những con áo gió mà những clip chiên trước là giá 200.000 ra, thì những con nào mà
mình hàng VIP ấy thì nó sẽ là tầm 550 đến 800. Còn những cái con như thế này thì mình sẽ để giá mọi người là 400 nhá. Với mã K19 này, full boost, gió hai lớp nhá. Có mũ đi kèm và không tháo rời được mũ này. Rộng vai 48, dài 67 và rộng 56, dưới mình 1m70 và dưới 70 cân. Đây ạ. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. À không được rồi. Con này để giá 300 cho mọi người chơi thôi, bởi vì là nó bị dính một tí phần mực ở phần như này. Cái này tẩy nó sẽ ra thôi, nhưng mà con này sẽ để 300 cho mọi người luôn. Với mã K19 này, K19 để 300 nhá, full boost. K20 áo nỉ này, K20 Adidas này, Fox XL này, tiếp tục nỉ chân cua. Đây, với K20 rộng vai 46, dài 60, rộng bụng 56, dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Đây ạ, Adidas dưới 1m65 và dưới 65 cân, 350.000 cho con này nhá. Mặt sau luôn này ạ, với mã K20 giúp mình. K20 phần logo Adidas theo này, màu xám lông chuột nha, một con màu rất dễ mặc, chỉ sau màu đen và trắng. Adidas đây, ta đi kèm đầy đủ hết nha. 21 đi. K21 chúng mình sẽ đến với Fuse Gear Woman. Em này thì sẽ hàng made in Northern Malaysia, à England. Và con này sẽ là nỉ bông. Đây, màu này sẽ là màu xanh bơ, xanh của quả bơ ấy. Khá là đáng yêu đấy. Rộng vai 48, dài 64 và rộng bụng 61, dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Con này sẽ form to ngang nhé, dưới 1m65 này và dưới 65 cân. Tiếp tục 350.000 giúp mình cho con này này, màu xanh bơ nha mọi người. Mặt sau này với mã là mã 21 giúp mình nhá. K21 này, được chưa ạ? K22, 350.000 nhá. 22 nhỉ, chân cua tiếp, của gì vậy? Zara form CS này. Đây, 350.000 tiếp giúp mình này, được chưa ạ? Với mã là mã K22, rộng vai 46, dài 63, rộng bụng 54, dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình cho con này. Đây nha, mặt sau luôn đây ạ. Con này thì phần chữ mặt trước nó sẽ được in nha mọi người, được in nhưng mà lại còn phải in chữ đổ bóng nữa, rất là hay. Với mã K22 đây, 350.000. K23 đi. Uầy, một em áo nhung của Uniqlo và con này sẽ có giá 400 giúp mình này, form size L. Con này mặc lên thì bao sang chảnh, với mã K23. Áo nhung nha mọi người, của Uni. Rộng vai 48, dài 68 và rộng bụng 60. Con này dưới giúp mình 1m70 này và dưới 70 cân đây ạ. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân, đến với Uniqlo đây ạ. Được chưa ạ? 400.000 cho con này với K23. Mặt sau ạ. Dưới 1m70 và dưới 70 cân nha. 24 đi. K24 Dior, 250.000 cho một em áo phông mới luôn. Rộng vai 42, dài 61, rộng 48. Con này dưới mình 1m60, dưới 60 cân, form khá nhỏ. Dưới 1m60 và dưới 60 cân cho em Dior này giúp mình nhé. 250.000 cho con này luôn ạ. Với mã là mã K24 Dior này. Cho mọi người xem phần tác dưới con này nhí. Đây, tác thì rất là uy tín cho mọi người luôn, không đề ghi là Make in Japan. Đây, form size S, Make in Japan. Tiếp 25. K25 chúng mình sẽ có một em phông có cổ đến từ nhà Adidas. Em lại tiếp tục 250.000 này. Form size M này, hàng Make in Singapore và trắng là bao trắng tinh nhé. Với K25 này, rộng vai 43, dài 68, rộng bụng 51, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân với Adidas này, hàng Make in Singapore giúp mình với K25. Mặt sau đấy ạ, Adidas nha. Phần logo trước này, màu hồng nhạt nha mọi người, rất là xinh. K25 ạ, 250.000. Mới dã man luôn. Con này trắng là bao trắng tinh nha. 26. K26 MLB, một thương hiệu bóng chày rất là được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay. Áo phông có cổ đến từ MLB, rộng vai 43, dài 59 và rộng bụng 50, dưới 1m60 nhá, và dưới 60 cân. 350.000 cho con này nhá. Dưới 1m60 và dưới 60 cân ạ. 250.000 nhá. Quên. 250.000 ạ. Đây, phần logo mà trước là thêu này. Họa tiết monogram đến từ MLB với mã K26 giúp mình nhá. 27 đi. 27. 27 chúng mình sẽ có một em áo nỉ của nhà Adidas này, nỉ chân cua này. Hàng Force XL ở đây. Với mã 27, được chưa ạ? Nỉ chân cua với K27,
rộng 3-45, dài 62, rộng bụng 51, dưới mình 1m65 và dưới 65 cân. Đây, dưới 1m65 và dưới 65 cân đến với Adidas giúp mình nhá. Mặt sau đây ạ, với K27 này, hình này nó sẽ là hình in phản quang với mọi người chứ không phải là hình theo. 350.000 cho con này tiếp giúp mình nhá. Ôi, con này không có tag. Con này không có tag dưới ạ. K27, 28. K28, chúng mình sẽ đến với lại, con này của gì vậy? Con này nhìn lạ thế. Con này là của hãng gì ấy mọi người ạ? Mình không đọc được tên hãng. Đây, chữ nó cứ loằng ngoằng như này. Đây là mình vẫn lên cho mọi người nhé. Với K28, rộng vai 45, dài 58 và rộng bụng 55, 350.000 này. Con này dưới 1m60 và dưới 60 cân, đỏ đô. Nỉ bông nhá, dưới 1m60 và dưới 60 cân giúp mình. Màu đỏ đô giúp mình nhá. Với mã K28 mặt sau ạ. Và mặt trước thì hình logo sẽ được in nhá mọi người. Nỉ bông thì rất là ấm rồi. Ơ, con này không có tác dưới cơ. Kỳ lạ thật. 29. Sao bảo 38 mà. 29, chúng mình sẽ đến với một em áo bóng đá nha. Rộng vai 44, dài 62 và rộng 149. Dưới 1m65 cho con này và dưới 65 cân. 250.000 ạ. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Con này thì đằng sau nó sẽ có số 36. Ai thích số 36 thì mua ngay con này giúp mình. Với mã 29 nha. Italia này. Đây, tác dưới đây. Mọi người thích xem tác dưới, có tác dưới luôn. Được chưa ạ? 30 đi. K30, sơ mi tiếp à? Tommy, form size L, hàng made in Việt Nam này. Trắng, con này không trắng lắm. Con này không trắng lắm, con này để giá 300. Rộng 341, dài 69 và rộng bụng 52. Bởi vì sao mình nói nó không trắng lắm? Nó chỉ bị dính một tí thì vết ố bé nhỏ ở đây thôi. Mình vẫn để giá 300 cho mọi người nhá. Về mã 30, Tommy. Đây ạ. Rộng vai 41, dài 69, rộng 152, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới mình 70 cân với Tommy này, mặt sau này. Với K30 nhá. K30. Đây, tag và cúc đi kèm của Tommy này. Còn nguyên vẹn nha mọi người, bị dính một tí thôi mọi người mua về cứ tẩy qua giúp mình một lần đi là nó sẽ hết cái vết ố đấy thôi ạ. Con này thì sẽ là chất đũi nên là hơi nhăn nhá. Với K30 giúp mình. K31 đi. K31 sơ mi của Aniquilo, con này cũng để giá 300 cho mọi người luôn này. Con này thì trắng là bao trắng tinh giống với con sơ mi lúc đầu mà mình lên sơ mi trắng ấy. Form size M này, rộng vai 46, dài 71, rộng bụng 53. Dưới một mình 1m70, dưới 70 cân. Sơ mi trắng. Sơ mi trắng có làm em lo lắng à. Với mã 31 Aniquilo size M. Đây. Dưới 1m70 và dưới 70 cân nhá. Mặt sau ạ, con này chất khá là đứng form đấy. Hơi nhăn tí thôi. Trước khi gửi đến mọi người mình bên mình sẽ xử lý lại một lần nữa. K31 300.000 nhá. K32 32, chúng mình sẽ đến với cái gì vậy rồi? Bỏ qua con này đi. Bỏ qua con này cho lên mã khác. Đưa mã đây này. K32, chúng mình sẽ lên cho mọi người con khác nhá. Chúng mình sẽ đến với Kappa. Một em áo Kappa form khá nhỏ. Không không cổ này, con này 250 này. Rộng vai 38, dài 60, rộng 141, dưới giúp mình 1m60 và dưới 60 cân rồi. Kappa với mã K32, đây ạ. Em này thì logo sẽ không được theo rồi. Con này hình in thôi. Không như những con trước là logo sẽ được theo, mà con này sẽ được in ở hai bên cầu vai. Với mã K32, Kappa giúp mình, mọi người đợi mình tí nhé. Đây là với mã K32 mọi người nhé. Kappa, đây ạ. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân giúp mình cho con này nhé. Với mã K32, đây. Phần tag bên dưới sẽ đầy đủ hết cho mọi người nhé. Dưới 1m60 ạ và dưới giúp mình 60 cân với K32. Em này sẽ giá 250 này. K33. K33, chúng mình sẽ đến Puma, hàng made in Thái Lan, form size L. Đây ạ. Rộng vai 44, dài 65 và rộng bụng 48. Dưới giúp mình 1m65 cho con này và dưới 65 cân. Tiếp tục con này 250.000 nhá. Con này trắng là tiếp tục bao cho mọi người, trắng là trắng tinh, không một vết bẩn ạ. Với mã K33. Được chưa ạ? Phần logo này, phần logo Puma sẽ được thêu này. Với mã K33. Đây nha. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Con này sẽ không có phần tag đi kèm. Tiếp 34. K34, chúng mình sẽ đến với Stay Intact. Con này là một con còn nguyên tag áo nỉ này của Giordano, form size L.
Jordan L nhá. Con này sẽ giá 350.000 ạ. Đây. Con này thì con này hiện tại giá hiện tại của nó đang ở cái tag này là 800.000 nhá. Và bên line của mình nó sẽ có giá là 400 à bao nhiêu nhỉ? 350 chứ. Nỉ là 350 nỉ là 350. Một nửa giá luôn ạ. Và còn bao ship nữa. Của Jordan L nhá, rộng vai 43, dài 59 và rộng bụng 54, dưới 1m60 và dưới 60 cân này. Dưới 1m60 và dưới mình 60 cân với K34, được chưa ạ? Nỉ bông nhá mọi người, form size L đến từ Jordan L. 35 đi. K35 chúng mình sẽ đến với Asos form size XL này, nỉ chân cua với K35. Con này nó cũng còn rất là đẹp đấy. Rộng vai 45, dài 64 và rộng bụng 53, dưới mình 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân đến với Asos với K35, được chưa ạ? Em này thì sẽ là một em nỉ chất rất là vừa phải bằng với thời tiết hiện tại là ok này. Em này 350.000 tiếp cho mọi người 36. K36 chúng mình sẽ quay lại với áo phông, giá là 250.000 của CK này. Rộng vai 43, dài 67, rộng bụng 50, dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân nhá. Được chưa ạ? Với lại mã K36 form size M của CK này. Dưới 1m70, dưới 70 cân. Tác nói chung là đầy đủ hết cho mọi người thôi. Đây. 37 đi. K37 chúng mình sẽ có một em, tiếp tục một em bằng nhung. Em này của 1970 Brands. Đây. Xanh rêu giúp mình nha. Bằng nhung, sơ mi nhung. K37. Con này tiếp tục với giá là 350.000 này. Rộng vai 44, dài 67, 46, dưới giúp mình 1m70, dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho con này nhá. Với mã là mã K37, được chưa ạ? 38. K38, chúng mình sẽ đến với Lacoste form size M này, một em Lacoste nỉ bông với K38. Rộng vai 44, dài 60, rộng bụng 48, dưới giúp mình 1m60 và dưới 60 cân. Dưới 1m60 và dưới 60 cân cho em nỉ Lacoste này nhá. Em này sẽ hơi tím tím một xíu ạ. Với K38. Phần logo Lacoste được theo này. 39. K39 chúng mình sẽ đến với lại Nike, hàng Make in Việt Nam. Form size L này. Em này sẽ là nỉ hai lớp với K39 nhá. Rộng vai 48, dài 65 và rộng bụng 58, dưới giúp mình 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m6 con này phải dưới 1m70 giúp mình. Sorry mọi người, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Của Nike nha mọi người. Và con này là một con rất là đẹp luôn ạ. Với mã 39, 400.000 cho con này nhá. K39 400 ạ. Phần logo mặt trước 100% theo. Ngoại trừ cái hình con X nó in ra thì không tính ạ. Đây, ta đi kèm đầy đủ 40. Lúc nãy mình nói là 38 mã nhưng mà hiện tại đang lên mất 2 mã, 40 mã. K40 chúng mình sẽ đến với Polo Rap Lawson form size L. Rộng vai 46, dài 61, rộng bụng 53, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân, được chưa ạ? Với mã là mã K40 Polo Rap Lawson. Con này sẽ để giá 250.000 cho mọi người giúp mình nhá. Phần logo tập theo này. Mình con này mình cũng nói luôn tình trạng là nó bị một tí ti như thế này nên là sẽ có giá là 250.000. Còn lại cả con áo còn rất mới, không hề bị vấn đề và không một vết bẩn gì luôn ạ. Với K40. Hết rồi ạ. Và K40 cũng là mã cuối cùng kết thúc của phiên live áo thập cẩm ngày hôm nay. Và chúc mọi người có được phiên live săn được nhiều con hàng ưng ý nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ạ.